mời các bạn cùng theo dõi trận đấu tiếp theo giữa đội công đoàn ngành giáo dục gặp đội liên đoàn lao động huyện Thanh Hà. Xét đấu đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Yên là mở cái này. Đánh đây để bà quay cái này. Bà chỉnh cái xe. Chiếc màn ảnh nhỏ của các bạn là đội liên đoàn lao động huyện Thanh Hà. Hai đội đều trong trang phục áo vàng. Đội Thanh Hà trang phục áo vàng tay xanh. Điểm số đầu tiên 1-0 dành cho đội công đoàn ngành giáo dục. Bóng thành công của đội công đoàn giáo dục. Điểm số 2 cho đội công đoàn 2-0. Đội công đoàn đỡ bóng hỏng. Điểm số đầu tiên cho đội Thanh Hà 1-2. Liên đoàn lao động huyện Thanh Hà đỡ bóng hỏng. Điểm tiếp theo cho đội công đoàn ngành giáo dục 3-1. Công đoàn ngành giáo dục phát bóng ra ngoài. Điểm cho liên đoàn lao động Thanh Hà 2-3. Công đoàn ngành giáo dục bỏ biên thành công. Điểm cho ngành giáo dục là 4-2. Mai gặp đội nhất nó sẽ vắn hơn, mình như gặp đội nhất nó sẽ vắn hơn nhiều. Sáng mai hả? Thân ai mới lo. Tiếp tục một pha bỏ bóng thành công của đội công đoàn giáo dục. Tỷ số bây giờ là 5-3. Thanh Hà đập bóng ra ngoài. Điểm bóng cho ngành giáo dục 6-2. Chưa đi nào, chúng ta có
không hiểu ý nhau của ngành giáo dục. Ra cột ra cái cổ vũ đi. Mang lại được điểm tiếp theo cho đội Thanh Hà. 3, Thanh 6. Hà với Quảng Đông. Thanh Hà đập bóng ra ngoài, điểm cho ngành giáo dục 7-3. Giáo dục phát bóng không qua lưới. Cầu thủ số 8 của đội giáo dục tiếp tục là Khánh Biên ghi điểm. Tiếp theo chúng ta đang lại quay cái bảng điểm ra kia cho nhìn cái mấy điểm. Có thể 7-8 thôi. 7-2. Thanh Hà ghi điểm tiếp theo 4-7. Xuống chân đi con. Giáo dục bỏ bóng không qua lưới, điểm cho đội Thanh Hà 5-7. Trong set đấu đầu tiên thì hiện tại thì Nguyễn Hạnh này chưa vào sân. Giáo dục đánh bóng lỗi, điểm cho đội Thanh Hà 6-7. Đội giáo dục đánh bóng lỗi, điểm cho đội Thanh Hà 8-7. Pha đập đẹp của đội cầu thủ số 8 đội giáo dục đã ghi điểm tiếp theo. Tỷ số 8-8 dành cho hai đội. Này là mua nhất, mới đi mà bắt được. Không có ống hút đâu cả. Bà Mai nhìn cái hổ hút nào mất ở đấy, có thấy ống hút này. Để bà Cá một cá một thì bà đổ đi. Mấy rồi?
mặc lên chuyện như thế nào. Anh chạy bạch kia, bạch 9-10 đội nào người? 10 hả? Thanh Hà 10 hả? Em vừa chọn trước là tỷ số bây giờ là 19 dành cho đội Thanh Hà, nghiêng về đội Thanh Hà. Con này kéo ngã đấy, đừng đu vào đấy ngã xuống sân là gãy chân đấy. Cầu thủ số 8 của đội giáo dục đánh bóng không qua lưới, điểm cho đội Thanh Hà 11-9. Ăn bim bim hả? Ăn mắm đấy. Đội giáo dục để bóng rơi. Quả thứ ba rồi hả? Đánh bóng không qua lưới, điểm cho đội Thanh Hà 13-9. Chắc giờ cho anh vào hả? Để anh vào anh kết hợp lên cũng không ghé số 8. Nhưng mà chiến thắng nữa thì là cơ hội nhận phút nữa nhiều hơn. Đấy là thắng tiếp nữa. Làm thắng là vòng xong. Lại Hạnh vẫn chưa vào, chắc Hạnh vào sắp ra rồi. Chắc đầu là chắc Hạnh ở ngoài quan sát Ngọc hay là cũng quan sát quan sát đội bạn. Hạnh nó quan sát sân hơn. Đấy là đội Cẩm Giang à? Cẩm Giang. Nó thắng tốt. Có bà cầm bên tay nữa. Đây bóng rồi. Đó quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bộ đấy nó mới đúng chắc. Bộ đấy nó mới đúng chắc. Mặc mấy cái lốt bẩn trong cái chán, xong lại còn áo gì nữa. Xanh anh xấu xấu à? Thế trông nó chẳng hơi. Không đi đâu. Mấy giờ không nhìn nữa. Bốn là người là 10 năm đều. 10 năm đều. Ok. Quả đập như búa tạ. Cầu thủ số 8 bên công đoàn. Giành điểm tiếp theo cho công đoàn 16. 10 năm. Cứu bóng ra ngoài của đội Thanh Hà đã mang lại một điểm số tiếp theo cho đội công đoàn giáo dục 17, 15. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người ta quên đi chắc kiểu gì tí nào cũng phải lướt xe vào mới vào đi. Nó thu ngay lúc vào rồi, vào nó thu ăn nhìn rồi. Thường nó thu ngay lúc vào nhưng mỗi lúc vào đi. Nó không thu gì là mình được bỏ qua. Thì là thứ ra là tí vào lại nhìn rồi. Ngồi yên thôi. Đập bóng rất đẹp, điểm tiếp theo cho Thanh Hà 16-20. Và kết thúc xếp đấu thứ nhất của cầu thủ số 6 đã mang lại điểm số cho đội giáo dục 21-16. Chuẩn bị vào xếp đấu thứ hai. Bây giờ thì cũng muộn rồi, em xin phép dừng lại ở đây. Mai mọi người tiếp tục lại theo dõi trận chung kết trong ngày mai. Bán mai chắc là bán kết thì chung kết chốt luôn trong ngày mai là xong còn gì nữa hả? Đúng rồi, mai bán kết thì chung kết là xong ngày mai. Xin chào và hẹn cả nhà ngày mai nhá. Giờ em phải về rồi, em không thể live được tiếp xét đấu thứ hai.